Trí ơi, chút nữa mình gặp nhau riêng nha. Tôi có nhu cầu. Bà Trời. À, xin chào, trời ơi, hoành tráng quá. Mời nhà gái. Mời cô gái của chúng ta ngồi. Mời nhà trai giới thiệu về mình. Dạ, em xin chào chương trình. Chào MC, thần tượng của em. Chào bạn gái bên kia. Em rung má. Rung gì? Thôi thoải mái lên nào. Em là Đinh Kim Trí, sinh năm 1984, 38 tuổi. Hộ khẩu thì ở Gò Vấp. Còn em thì làm việc ở quận 9 mà bây giờ là thành phố Thủ Đức. Trí làm gì Trí? Thì em hiện tại bây giờ thì làm hai công việc song song. Thì một là lái xe, tuổi nghề 20 năm. Hai là em có nhận làm hỗ trợ các bạn giảm cân online. Trí ơi, chút nữa mình gặp nhau riêng nha. Tôi có nhu cầu giảm cân lắm à. Tôi đang tính nói bên đây nè. Cân nặng quá khó chịu mà. Giảm hoài không được. Càng giảm nó càng lên không hiểu sao. Bây giờ thì tới nhà gái giới thiệu cho mình. Dạ, em xin chào chị Ngọc Lan, anh Quyền Linh. Xin chào. Và em chào bạn trai bên kia và chào tất cả quý vị khán giả. Em tên là Lê Thị Minh Sâm, năm nay em 34 tuổi, sinh sống và làm việc ở Bình Dương. Và em làm một nhân viên văn phòng. Nghe Sâm là thấy khỏe rồi đó. Ưu điểm, khuyết điểm của mình là gì Trí? Dạ thì em nghĩ thì ưu điểm của em có lẽ là kỷ luật. Kỷ luật. Kiên trì. Kiên trì. Em làm như quân đội vậy đó. Kỷ luật rồi kiên trì nữa. Thì khuyết điểm của em thì có lẽ là cái sự tự ti á. Cách đây khoảng 6 năm rất tự ti. Vì cái trọng lượng của em nó tới 170kg. Trọng lượng của em nó tới 170kg. Trời đất ơi. Vậy em đi đâu có nổi Trí? Dạ đúng rồi. Dạ. Thì cái đó nó là cái cơ duyên á. Để em làm một cái công việc hiện tại thứ hai bây giờ. Giờ em còn nhiêu? Giờ em còn 97. Trời ơi, vậy quá dữ rồi. Xuất sắc luôn. Nể phục luôn. Nghị lực nào cho anh biết coi. Thì em trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ. Em cưới vợ rồi. Dạ. Bao nhiêu năm thì đổ vỡ? 4 năm anh. 4 năm? Dạ. Có con chưa? Dạ chưa. Ừ. Nhiều khi mập quá có con cũng khó. Dạ đúng rồi. Em gần như là bị tật nguyền chủ quan vậy đó. Là không làm được những việc một người đàn ông bình thường làm. Và chủ quan đó là gì? Là ăn nhiều quá. Ăn quá nhiều. Sao giống anh quá ta? Ăn quá nhiều. Dạ. Rồi sao vợ bỏ? Thì bây giờ một người đàn ông thì bị tật nguyền thì em không thể làm được những cái việc của người đàn ông bình thường làm được. Đơn giản hơn là đứng lên ngồi xuống em làm không được. Thì người đàn ông bình thường làm được thì họ sẽ có động thái, họ chọn người đàn ông bình thường. Đúng rồi. Dạ. Cũng trách ha. Dạ. 170kg lết không à. Đó là nghị lực của em để em giảm cân. Dạ đúng rồi, dạ đúng rồi. Dạ. Bây giờ em làm chuyện đàn ông được chưa? Dạ được rồi. Dạ được rồi. Mình phải bước qua để mà mình thể hiện cái lòng ngưỡng mộ về nghị lực của bạn này. Đó. Chị. Dạ. Hay quá. Hồi đó 170kg rồi chắc mặt bự lắm á. Tất cả những cái hình ảnh đó thì... Dạ, xin mời quý vị hãy xem lại hình ảnh của anh Trí vào cái thời điểm 170kg ạ. Tăng tăng. Anh giảm cân trong vòng bao lâu? Tổng các đợt siết xả dữ thì khoảng 2 năm. Siết xả dữ là sao? Tức là nó không có liên tục anh. Thì cơ thể mình chịu không nổi đâu. Ví dụ như mình siết nó xong rồi mình xả ra. Siết là nhìn ăn đó hả? Không. Nó cũng là một phần ăn kiêng. Giữa các lần đó thì mình phải xả ra bớt. Không thôi cơ thể chịu không nổi thiếu chất. Biết cái nghị lực đó rồi. Bản lĩnh đàn ông không có. Mình phải xuống cân để có bản lĩnh đàn ông đúng không? Hay quá. Em xin được thể hiện cái lòng ngưỡng mộ của em dành cho anh nha. Tôi qua thăm nhà gái coi sao. Chào em gái. Dạ. Dễ thương. Em ưu điểm, khuyết điểm là gì? Ưu điểm của em thì năng động, vui vẻ, rất là hài hước. Và luôn có suy nghĩ tích cực và lạc quan trong cuộc sống. Tốt. Em có thích người bự 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 không? Dạ thích. Dạ thích. Thích hả? Dạ. Đường tình duyên mình sao rồi? Em có 2 mối tình đơn phương với 1 mối tình chính thức. Nhưng mà nó cũng không có kéo dài đâu quá. Bao lâu? Dạ, mối tình chính thức thì chẳng gần 1 năm. Còn mấy mối kia chắc không chính thức chắc nó... Dạ đúng rồi. Nhanh lắm đúng không? Dạ đúng. Như một cơn gió thoảng đúng không? Dạ đúng rồi.
Nãy giờ nghe anh Trí bên kia đó, coi như anh đã lỡ một con đò rồi đó. Dạ. Em có suy nghĩ gì không? Nói chung là quan trọng là cái cách sống của người đó như thế nào và cái ý chí của người đó như thế nào trong cuộc sống. Ý chí có rồi đó, theo. Bên đây là. À, ok. Rồi bây giờ mình giảm cân thành công rồi, mình mong muốn cái người bạn gái của mình như thế nào? Thì em đã từng là người bị kỳ thị về ngoại hình, thì tất cả những cơ sở vật chất bên kia đều được tôn vinh. Em không quan trọng về ngoại hình. Dễ thương quá à. Bây giờ là bên đó là sao cũng được, còn bên đây sao? Yêu cầu, mong muốn một cái người yêu, một người chồng tương lai của mình như thế nào? Nếu mà về tính cách thì em nghĩ chắc em thích một người giống như anh. Đó là người đàn ông của gia đình, anh thích một người đàn ông của gia đình. Anh bắt đầu mập rồi đó nha. Tôi nhịn 3 ngày tôi không ăn, tôi húp cháo không. Ngày thứ tư tôi ăn 3 con gà một lúc. Đau lòng, thiết là đau lòng luôn. Bây giờ thì... Mình hỏi người thân đi. Đúng rồi, có ý kiến người thân sao? Anh Trí đi với ai? Và hôm nay thì em có mời được top 2 quyền lực trong gia đình là bố em. Con chào chú. Dạ, chú chào chương trình. Dạ. Chào hai MC. Dạ. Dạ. Có thấy con dâu tương lai của mình á? Tương lai thôi. Như thế chú nào được không? Thì chú thấy là... Được. Nhưng mà cái chú thấy không quan trọng bằng Chí nó thấy. Cái cuộc hẹn hò đầu tiên này cũng là cái bước điểm cho những cái cuộc hẹn hò sau này của hai đứa, thì hai đứa sẽ tiến tới cái kết quả hôn nhân. Chú rất muốn là vậy. Dạ, rồi cảm ơn chú nhiều. Cảm ơn chú nhiều. Con gái đi với ai? Dạ, em đi với bạn đồng nghiệp ạ. Đồng nghiệp. Dạ. Rồi, xin chào nhà gái. Dạ, em chào chị Ngọc Lan và chú Quyền Linh. Theo em cảm nhận về cái anh bên này á, thì em thấy về ngoại hình á, thì ảnh khá là ok. Chị của em á, sau khi mà trải qua mối tình một năm á, thì em thấy là chị chỉ cần một người kiên trì, cái mối tình nó sẽ kéo dài và sẽ đơm hoa kết trái. Hai người đã nghe góp ý gia đình rồi, bây giờ mình gặp nhau thôi. Dạ. Mở rào. Bắt đầu đi em. Làm như nhớ hình ảnh ngày xưa. Trời, thằng thằng bạn của áo bông. Dạ, em cảm ơn anh. À, đây chị cầm giùm cho. Em có một món quà, đó là một cuốn sách để tặng anh. À, là trong cuốn sách này là nó nói về những cái điều mà tích cực trong cuộc sống của mình rất là nhiều. Cảm ơn anh. Hai người 30 mấy năm mình mới gặp nhau đó. Mình coi cái cảm nhận sao nè. Nhìn thôi, để cảm nhận là cái khuôn mặt này mình có thể chịu đựng được bao lâu. Thì anh cũng hy vọng rằng em cho anh một cơ hội để có thể là kiên trì lại từ đầu, vượt khó lần ba. Cái công việc của anh á, giờ giấc mình nó có ổn định không ạ? Hay là nó phải đi sớm về khuya nhiều ạ? Mặt hàng của mình giao thì nằm trong cảng các lái, và khách hàng là những công ty, và họ nhận hàng giờ hành chánh thôi. Cái ngành nghề thì thật ra ngành nghề nào nó cũng là tốt hết, không có cái ngành nghề nào mà nó xấu. Nhưng mà em thì trong tương lai của em là làm nghề tài xế thì em cũng khá là lo. Lo là đúng. Dạ. Nhưng mà thật ra lo là đi lái xe đường xa thôi. Đúng rồi, đúng rồi. Anh Trí thì chỉ có lái xe giao hàng từ chỗ các lái đúng không? Dạ đúng rồi, đúng. Cái tay cái lái tới lấy lùi xe gì? Xe tải anh. À, chạy xe tải. Dạ. Bằng lái mà là gì? FC. FC đó. Sáng anh giao, chiều anh về. Anh ghé nhà em, chở em lên Bình Dương. Xong cái sáng mà anh chở em xuống về nhà, cái anh chở xuống tra giao hàng. Anh giao hàng, cái anh giao em luôn. Hả? Giao đi đâu? Anh giao nhà gái tôi đi đâu? Giao đi đâu ai biết. Tôi nói vậy thôi còn tiệm trí giao đi đâu giao chứ. Tôi rồi, chỉ... tự nhiên tính thì giao con gái nhà người ta. Theo anh là vậy đó. Dạ chắc cũng để suy nghĩ. Suy nghĩ đi em. Suy nghĩ. Hai người tiếp tục đi. Dạ sở thích của anh là gì ạ? Sở thích của anh thì chắc có lẽ là ăn kiêng. Tại vì nó đã duy trì hơn 4 năm rồi. Quen rồi ha. Nó quen. Giờ bỏ dạ, tập không được đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ. Thì là anh phải ăn theo chế độ riêng của dạ, anh đúng, hả? Đúng, dạ đúng. Rồi lỡ như cưới em về rồi là ăn theo chế độ của anh luôn. À, tại vì chắc em thằng con tép luôn à. Chắc em thằng con tép luôn à. Ai làm vậy? Mạnh ông ăn chế độ riêng à? Anh có thể cháy với em 5 lần trong tháng về thực phẩm. Chúng ta hòa chung với nhau thực phẩm. Nhưng mà bình thường thì xin em là cho anh nấu đồ ăn của anh. Dạ. Bây giờ nè, tôi xả hết một tháng ăn chung em luôn. Em ăn gì ông ăn đó. Em muốn 170kg không? Em muốn 170kg không? Thì ăn xong một tháng xong rồi em và anh cùng ăn kiêng giảm cân luôn á anh. Chết luôn á. Thôi em ơi, em cái này dạ. Là thì cái này là chị can nha. Bây giờ mà ảnh mà xả ra một cái là ảnh trở về liền. Nghe luôn á, tội nghiệp ảnh. Là dạ, ảnh ngồi đâu ngồi tại chỗ. Đúng rồi, lúc dạ, đó đúng.
em bỏ anh. Ờ, lúc đó là bỏ người ta đi nữa. Dạ dạ, em đồng ý, em đồng ý. Thì nói chung ở trên này thì cũng không có nhiều thời gian, thì cũng chưa có hiểu hết về nhau. Thật sự nếu mà hợp á thì tiến tới thì rất là tốt, còn nếu mà không được thì mình vẫn, em vẫn muốn làm là bạn bè. Thì anh có cảm nghĩ như vậy không? Không, cái này anh xin nói thẳng luôn, quan điểm tình yêu của anh, một là tất cả, hai là không là gì cả. Một là tất cả, hai là không là gì cả. Chúng ta không quen được thì thôi, thì nhà ai nấy ở thôi, đơn giản. Dạ em thông cảm những quan điểm là vậy đúng dạ, không em quan điểm. Rồi bây giờ thí dụ như kết hôn với nhau, dạ, thì ở đâu? Ở nhà thì ở nhà của Daddy đây. Ba ở với ai? Ba thì ở với mẹ. Hết rồi đúng không? Dạ, và còn em gái nữa. Em gái nữa. Nếu mà kẹt quá về nhà ở được không? Ok mà, nhà tất cả đều quan nghênh cái chuyện đó. Và nếu cần thiết thì mua nhà thì cũng có thể là bình thường. Được không? Được, em đảm bảo được. Với cái nghề mà xe tải lương cao lắm đó. Lương cao lắm đó. Lương cao dẫn chương trình luôn. Tôi biết mà, tôi lái xe tôi biết. Bằng FC là dữ lắm á. Thấy không? Hạnh đừng có lo. Lương văn phòng với em hai người cộng lợi khá à. Mua đất đâu thành phố Bình Dương này kia nhanh à. Thậm chí giờ hai chồng làm được, mua đại chiếc xe tải của mình luôn đi. Cái xe tải của em hả? Ủa vậy hả? Dạ. Chị mua làm gì nữa? Trời ơi ngon. Tưởng đâu là lái thuê xe tải của mình luôn. Lái ở đâu cũng được. Cũng được. Dạ, đúng rồi. Bình Dương khu công nghiệp quá trời. Đúng rồi, thậm chí giờ không cần lái trai về chở em đi chơi thôi. Bậy nha. Bậy nha. Cái này thì cản nha. Mệt. Tốn xăng tốn dầu mà nó không ra tiền nữa. Tự nhiên đi chơi bằng xe tải nó cũng kỳ ha. Ừ. Thôi để rước dâu thôi. Thôi để rước dâu thôi. Cũng hay à. Ờ, rước dâu bằng hay xe tải. Tôi làm lơ cho. Yeah yeah yeah. Đó không? Ok. Đấy, một cái tương lai mình hoạch định trước rồi đó. Dạ. Rồi giờ hai bạn tính tới chuyện con cái. Đúng đi rồi. Nhưng mà vụ đó được không? Rước. Thử chưa? Em không có thử nhưng em tự tính. Lại chưa? Tại vì bây giờ những cái gì mà người đàn ông làm bình thường được, em làm được. Giờ không có thử không cũng dám nói thử rồi nữa. Được phải không? Được. Tới đây nè. Khúc này là khúc quan trọng lắm á. Trọng nè. Mình cần cảm xúc và cảm nhận đúng không? Nắm tay nhau. Có thể hát một đoạn bài hát nào đó để đem đến cảm xúc cũng được. Để em hát một câu của bài Ước gì đi. Đúng rồi, nhìn anh ấy hát. Ước gì anh ở đây giờ này, ước gì em gặp anh một lần, em sẽ nói em luôn nhớ anh và em chỉ có anh thôi. Được quá chứ. Em cảm ơn chương trình. Hả? Tôi cho em về lại, em chịu hết nổi. Chịu hết nổi hả? Thôi về đây. Rồi, bây giờ là những cái giây phút mà hai bạn phải cảm nhận lại những cái thời khắc vừa rồi trên sân khấu này. Chúng ta đã nói gì với nhau, chúng ta cảm nhận như thế nào về nhau. Suy nghĩ một lần nữa cho thật là thấu đáo. Và sau đó thì sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan nha. 1 2 3 Hết thời gian. Đã bấm. Hãy nắm tay nhau nào. Đó, nắm chặt vô. Bao nhiêu lâu chưa nắm tay con gái rồi? Chắc phải 2 năm. Mấy năm rồi đó hả? Mấy năm vừa qua toàn là nắm tạ không hả? Dạ đúng giờ rồi. Giờ nắm tay con gái thấy như sao? Tạ với vô lăng không? Dạ đúng rồi. Tay nó chai hết rồi. Bàn tay chai sần đó, nhìn nó nhiều cảm xúc. Nắm tiếp đi. Nắm chặt vô, nắm gì khác nè. Thấy có khác với nắm tạ không? Đúng rồi. Khác chứ. Dạ khác. Bây giờ nè, lâu rồi chưa không? Thôi anh biết xin miễn cho em rung quá anh ơi. Bây giờ mà hung không được là chú Linh sẽ nói là làm mất bản lĩnh đàn ông đó. Cái vụ kia cũng không được đó. Mới vậy rồi cho em xin hung bạn gái lên tóc. Hung sao mà tao thấy bản lĩnh đàn ông á. Hung sao tao nói không có bản lĩnh đàn ông đi. Ngày má. Ba thấy cười khoái rồi đó. Chuẩn bị có cháu nội nha ba. Chúng ta đã có giây phút nói chuyện thật lòng với nhau rồi. Những gì mình nói mình giữ lấy lời nha. Và vấn đề thực hiện để làm sao chăm sóc cái mối tình này được thăng hoa, nó đơm hoa kết trái, để chúng ta có thể về chung một nhà. Dạ. Để hỗ trợ chăm sóc, chia sẻ với nhau suốt cả cuộc đời này các bạn nha. Dạ em cảm ơn anh. Em muốn tìm một nửa yêu thương của mình với tiêu chí thế nào?
Em thì thích mỗi người mang tính cách truyền thống hơn. Cách ăn mặc thì nó giản dị, nói chuyện gì nhỏ nhẹ. Mẫu hình lý tưởng của mình là như thế nào? Dạ, em thì cũng không có mẫu hình lý tưởng cho riêng mình. Nhưng mà em thích những người đàn ông mà không hút thuốc, có tính hài hước. Và em cảm thấy thoải mái khi bên bạn ấy là được. Đó giờ em ghét đàn ông gì nhất nè? Ghét đàn ông nói nhiều. Ghét đàn ông nói nhiều. Mời nhà trai. Mời đi em trai. Xin mời nhà gái. Chào nhà gái. Bây giờ hai bạn đã có mặt trên sân khấu rồi, chỉ cách cái hàng rào tình yêu thôi. Mời em trai. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan, chào bạn nữ bên kia và chào tất cả mọi người ở trường quay hôm nay. Em tên là Phạm Quốc An, em đến từ vùng đất Thép Thành Đồng, Củ Chi. Em năm nay 32 tuổi, nghề nghiệp của em là nhân viên văn phòng. An làm gì An? Hiện tại em là nhân viên kế hoạch vật tư, em làm việc cho nhà máy ô tô chuyên dùng Samco Củ Chi. Bây giờ tới nhà gái giới thiệu nè. Dạ, đầu tiên em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan, chào bạn nam bên kia và chào toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Hồ Thị Thanh Tuyền, sinh năm 1992, sinh ra ở Bình Thuận và đang làm việc và sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Em cũng là nhân viên văn phòng ạ. Em có ưu điểm khuyết điểm gì An? Dạ, ưu điểm của em là một người vui vẻ, hòa đồng với mọi người. Em thì em không khúc cốt và cũng ghét khúc cốt lắm. Nhậu nhạc thì có điểm dừng. Tức là sỉnh mới dừng đúng không? Sỉnh đâu quên, tiêu không. Rồi, còn khuyết điểm? Khuyết điểm của em hiện tại á, em là người nói chung là cũng khá nhút nhát với những người xa lạ. Khuyết điểm thứ hai của em là hay quên á. Mỗi lần mà đi làm về á, bút đồ em hay dắt cái tay áo á, em hay quên rồi cái giặt đồ. Giặt luôn? Giặt luôn, thằng em. Chừng nào nó hư cái máy là biết mình nhớ à? Dạ không, khi nào giặt xong mà phơi em thấy nó, sao cái màu này nó đẹp quá. Ơi, mời nhà gái. Mời nhà gái nói về ưu điểm khuyết điểm của mình. Dạ, ưu điểm của em là biết nấu ăn, gọn gàng, được bạn bè nhận xét là lạc quan, vui vẻ và hoạt bát. Tốt quá. Thì khuyết điểm của em thì là em cũng ngại trước đám đông, cũng sẽ kiểu nói nhiều với lại người thân, nhưng mà gặp người lạ thì em lại ít nói và rụt rè. Y chang bên kia vậy ta? Y chang, hai người có thể từ từ quen nói nhiều nhau với nhau được ha. Em đường tình duyên sao rồi An? Tình duyên của em thì nói chung là cũng dăm ba mối tình, nhưng mà không có mối tình nào chính thức á, toàn là thoáng qua không à. Thoáng qua hả? Dạ. Cái vèo và cái xong. Vèo là lâu không, mấy tháng? Có mối thì cũng có cả năm, có mối thì 2-3 tháng. Em có biết lý do tại sao nó thoáng qua hoài vậy không? Mới quen thì lúc đó em cũng chưa chững chạc nên là ít quan tâm một tí. Rồi bây giờ yêu phải quan tâm nha. Đó là mình nhận ra được cái lỗi của mình là tốt rồi. Mời nhà gái. Nhà gái bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em trải qua một mối tình. Mối tình đó xảy ra ở thời sinh viên, kéo dài 2 năm. Và sau khi ra trường thì hai người tập trung vào công việc, cho nên là dần cảm thấy xa cách và hết duyên. Nhẹ nhàng quá vậy trời. Tình yêu cũng thoáng qua luôn á. Bây giờ em muốn tìm một nửa yêu thương của mình với tiêu chí thế nào? Nói chung là một người có ngoại hình thì dễ nhìn là được rồi. Dễ nhìn. Con gái ai cũng dễ nhìn hết trơn, quan trọng mình có nhìn thấy hay không thôi. Em thì thích mỗi người mang tính chất truyền thống hơn. Truyền thống hả? Dạ. Cách ăn mặc thì nó giản dị, nói chuyện gì nhỏ nhẹ. Đúng y chang cô gái bên này luôn. Cô gái bên này là nấu nướng là giỏi nè, nữ công gia chánh giỏi nè, ăn mặc cũng rất là đơn giản nữa. Mẫu hình lý tưởng của mình là như thế nào? Dạ, em thì cũng không có mẫu hình lý tưởng cho riêng mình. Nhưng mà em thích những người đàn ông mà không hút thuốc, có tính hài hước. Và em cảm thấy thoải mái khi bên bạn ấy là được. Có thích cao thấp thì như thế nào không? Có hình dung ra được không? Em thích những người có mập mạp một xíu. Chết rồi. Tại vì em thấy mập mạp thì sẽ dễ tính. Chết em rồi. Mập thì khổ em ơi. Mình nó hơi mỏng nè. Rồi, vậy là khỏe lắm à. Cái anh bên này á rất là cân đối. Ừ. Gương mặt rất là ưa nhìn. Dễ thương mà hài hước đó, nhìn rất là duyên luôn á. Để tôi qua tôi coi coi cái vụ này nhà gái. Chào em yêu đi. Không, truyền thống không? Truyền thống. Xinh xắn dễ thương, cười rất là tươi nha. Rõ giờ em ghét đàn ông gì nhất nè? Ghét đàn ông nói nhiều. Ghét đàn ông nói nhiều. Ghét nói nhiều thôi chứ không có ghét MC đâu, đừng lo. Tôi nói từ sáng tới giờ rồi đó. MC mà không nói là mệt lắm. Đừng ghét anh nha. Dạ. Em ngưỡng mộ anh lắm luôn á. Phải không? Dạ. Cảm ơn em nha. Dạ. Rồi, bên kia không có nói nhiều đâu. Bên kia dễ thương lắm, nói dễ đó. Thương, có duyên đó. Hiền lành lắm. Được. Nhà gái đi với ai cưng? Dạ em đi với em gái với bạn em. Rồi, xin chào nhà gái. Em chào chị Ngọc Lan, chào chú Quyền Linh. Thấy nhà trai làm sao? Dạ, trai nhìn đó. Anh dạ được. Thấy có không hút thuốc là thấy thích rồi.
Những người đang hút thuốc cố gắng bỏ thuốc nha. Bởi vì phụ nữ thấy đàn ông không hút thuốc là thích rồi đó. Thấy phù hợp không? Phù hợp với chị em không? Dạ nhìn anh cũng được. Chị cứ cho anh cơ hội, hai anh hay chị cứ cho nhau cơ hội đi tìm hiểu sau ạ. Rồi. Dạ trai đi với ai? Dạ hôm nay em đi với đồng nghiệp cho công ty, các anh công ty. Dạ chào nhà trai ạ. Chào MC Quyền Linh và MC Ngọc Lan. Rồi chào các khán giả trong khán thính phòng. Anh ơi, mình thấy cái cô bạn gái ở bên nhà gái này cũng khá xinh, giao tiếp mà thấy là rất là chững chạc. Anh cũng hy vọng là hai em là bấm nút cho nhau những cái cơ hội để tiến tới. Cảm ơn anh. Dạ. Rồi bây giờ hai bên gặp nhau nha. Chuẩn bị. Mở rào. Bắt đầu đi An. Chuẩn bị tinh thần nào. Tấn công. Hai em. Chào anh. Tiến lên. Tiến lên toàn thắng. Anh đến đây anh có món quà tặng em. Dạ em cũng có món quà tặng anh. Anh thì trong tình yêu anh thích cái tông màu tím nên là hôm nay anh có bó hoa tím tặng dạ, em. Cảm ơn anh. Còn đây là kẹo chua ngọt em tự làm để tặng anh. Cảm ơn anh. Em cũng mong là mình cùng có những cái tình yêu mà ngọt ngào và bên cạnh đó cũng có một chút vị chua để cho nó thú vị. Dạ cảm ơn dạ. Ăn thử kẹo coi. Chắc là ngon lắm à. Tí xí nhờ không phải nhiều chuyện đâu mà tại thấy có cái thiệp cái thấy có mấy cái chữ. À. Dạ, mình đưa nhà gái đọc nghe nhà trai. Dạ được. Dạ. Em có tin vào tình yêu sét đánh không? Nếu không thì bây giờ đã đến lúc em tin rồi, vì anh chính là nạn nhân của tình yêu đó. Tối nghĩ sao viết câu đó vậy? Hả? Hay lòi đâu trong sách ra? Khai thiệt lấy ở đâu? Em nghĩ ra, nghĩ ra. Em nghĩ. Đã từng đọc ở đâu đó, thoáng qua chắc là để trên mạng xã hội hay đâu đó. Giờ đưa kẹo cho tôi quay qua kia còn có tiếng sét không? Giờ đưa kẹo cho tôi quay qua kia còn có tiếng sét không? Tạm giờ ôm trên ly kẹo hoài vậy? Để đi kẹo đây coi. Ai ăn đâu sợ mất vậy? Em có cảm giác gì khi gặp anh không? Dạ, em còn thấy anh trưởng thành và rất là dễ mến. Em có quan niệm gì về tình yêu hay không? Rất là trùng hợp là anh ghi câu đó. Thật ra là em đang định hỏi anh là anh nghĩ gì về tình yêu sét đánh? Chết tiệt. Anh nghĩ cái tình yêu sét đánh nó là cái cơ hội để mình để gặp nhau để tìm hiểu. Nếu mà cảm thấy hợp thì sẽ tiến xa hơn. Thì em thích một tình yêu có sự tìm hiểu với nhau và xem có phù hợp và thích đối phương những cái điểm gì và sau đó là có thể chấp nhận đối phương những cái điểm gì mà không thích thì lúc đó mình sẽ quyết định là có yêu nhau hay không, có bên nhau được lâu dài hay không. Em đánh giá cao về cái sự hài hòa giữa hai người. Nếu sau này mà lập gia đình thì em có dự định gì? Ví dụ như em ở đâu? Dạ thường thì con gái sẽ theo trai. Dạ thường thì con gái sẽ theo trai. Con gái thì... Cái gì? Con gái gì? Chớ luôn rồi. Con gái theo chồng. Chứ ai nói thường thì con gái theo trai. Tội nghiệp cũng rung quá. Nếu mà sau này lập gia đình thì em có sợ phải làm dâu hay không? Dạ không, tại vì em nghĩ là thật ra là tình cảm thì sẽ từ hai phía. Nếu như mà em yêu thương và chăm sóc và có đạo hiếu thì em sẽ nhận được những cái đó lại. Dạ. Ổn không? Dạ, đúng rồi. Ở nhà trên đó có vườn tược gì không? Củ chi á? Có, nhà em là có một cái vườn nhỏ nhỏ. À, trồng gì? Dạ. Trồng bưởi. Trồng bưởi. Em đừng có diễn tả được không? Em đừng có diễn tả được không? Cho nó dễ hiểu. Ủa? Con này không hài hước. Nó trồng bưởi được rồi. Dạ. Phải vậy nó mới trồng bưởi. Tụi biết sao chứ tụi cười suốt ngày à. Nãy giờ tụi cười mà tôi ăn bưởi nha. Dạ được. Không mà diễn tôi tả ăn đi. Bưởi thì nói là không đừng có nói vậy. Không lẽ nói mời lên ăn bưởi. Bữa nào lên ăn bữa nha. Dạ. Đừng có ra dấu gì. Đừng có đem ra là biết rồi, không cần phải ra dấu nha. Rồi bây giờ nè. Đây tới đây đây. Cặp này dễ thương nè, đó. Cho nắm tay. Nắm chặt vô. Bây giờ mình nhìn thẳng mắt em gái đi. Hát bài nào đó An. Vậy à, anh xin hát một đoạn nhỏ của cái bài hát Đính Ước của nhạc sĩ Giao Tiên. Thật. Bài cũng độc đáo rồi nha. Mẹ nói với anh, mẹ rất thương em, thương vì nết na nhu mì ngoan hiền. Ý mẹ hầm mong em là dâu, xin em một câu hẹn ước, cày người qua mối mai trầu ca.
Bây giờ em suy nghĩ về người đối diện thế nào đó, mình móc ruột móc gan là mình nói cho cô gái đối diện nghe đi. Đến đây em gặp bạn nữ này cũng khá là dễ thương, anh thấy cũng hợp với cái tính cách của em. Có một dịp nào đó thì anh sẽ mời em về quê anh tham quan và hái trái cây. Rồi. Cảm ơn anh. Về vị trí đi các bạn. Chúng ta phải đưa ra quyết định bằng chính suy nghĩ của mình, bằng chính con tim của mình các bạn nha. Chuẩn bị. Sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Nắm đang tay thì cho đẹp nè. Đó. Đó, nắm vậy thấy nó tình cảm hơn nhiều ha. Thấy sao? Dạ, thấy ấm. Giờ không cái nắm nữa nè. Danh không má. Đó trời ơi. Ông tưởng đâu gì không làm cái rột. Xin mời nhà gái. Wow. Wow. Nghe nhà gái hú hét thấy không khí rồi ha. Mời nhà trai. À, mời em trai ngồi. Bây giờ hai bạn đã có mặt trên sân khấu rồi. Duyên nợ có hay không? Chúng ta chờ xem nhé. Mời nhà gái giới thiệu về mình. Mời cô gái. Xin chào chú Quyền Linh, chị Ngọc Lan và tất cả các anh chị có mặt trong chương trình. Đặc biệt là chào nhạc trai bên kia. Em tên đầy đủ là Lương Thị Thúy Lâm. Năm nay em 25 tuổi. Em là người Thái và hộ khẩu nhà em thì Đắk Lắk. Em hiện tại sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Dân tộc Thái đúng không em? Dạ vâng. À, ở Đắk Lắk. Mời em trai. Dạ, em chào mọi người. Chào anh MC, chào anh Huyền Linh và chị Ngọc Lan à. Dạ. Em tên Phan Huỳnh Đăng Khoa, hiện tại em là 27 tuổi, hiện tại đang làm chuyên viên tư vấn đầu tư chứng khoán. Em thì sinh ra và lớn lên tại thành phố Hồ Chí Minh. Và ở quận mấy anh Khoa? Dạ, em ở Gò Vấp. Gò Vấp. Dạ. À, anh Khoa rồi làm chứng khoán ha. Dạ. Chứng khoán mùa này khá không? Năm ngoái thì khá chứ năm nay thì năm nay đỡ khá hơn. Đỡ đúng khá không? Hơn. Năm nay đỡ khá. Nhưng sao? Hình sin mà cứ sóng nó lên rồi nó xuống rồi xuống rồi nó lên. Dạ đúng không rồi. Lo ha. Dạ đúng. Rồi. Nhà gái có ưu điểm khuyết điểm thì mình chia sẻ nhà trai nghe chút xíu cái coi. Dạ. Em nghĩ là em không có nhiều điểm mạnh. Điểm mạnh của em là có thể là giao tiếp tự tin, dễ thích nghi và hòa đồng. Rồi. Còn khuyết điểm là hay cáu, hay nhõng nhẽo, hay giận dỗi vô cớ nếu mà yêu đương. Không có đâu, giận dỗi vô cớ đó là cái gọi là đặc quyền của phái nữ rồi em ơi. Cho nên em đừng liệt nó vô là khuyết điểm. Đúng không mọi người? Ủa nhưng mà em gái nói là cáu với lại là nhõng nhẽo khi mà yêu đương thôi. Dạ. Còn khi làm việc là không có đúng không? Dạ vâng. Rồi. Nhưng mà cáu á, cáu dễ thương được. Nhưng mà cáu quá là cũng mệt lắm đúng không? Cô này dạ. Hay nhõng nhẽo cho nên mỗi lần cáu thì nó cũng chỉ là nhõng nhẽo thôi. À. Rồi. Nói chung em cũng biết gọi là chiều người yêu mình nên vậy là chịu đựng được. Nên chịu đựng không? Đúng rồi. Vẫn chịu được. Cáu cỡ nào cũng chịu đựng được dạ, ha. Dạ đúng. Nhớ nha. Dạ. Rồi mai mốt cáu cỡ nào cũng không có phản ứng lại nha. Dạ. Còn em, ưu điểm khuyết điểm là gì? Em thì ưu điểm của em thì ưu điểm của em là chuyên nhận biết về các gọi là dòng tiền về đầu tư. Thì ngoài ra thì em vui vẻ hòa đồng, tính cách em thì vui vẻ hòa đồng, dễ tiếp xúc với mọi người. Em biết dòng tiền đầu tư về luôn hả? Ý là biết là nhạy bén với những cái vấn đề đầu tư ở đâu á. Em kiểu... chỉ anh này mua mã nào đâu. Thì theo em thì này hơi đặc tính công việc xíu, thì theo em thì hiện tại thì nếu mà được thì cứ mua ngân hàng thôi. Ngân hàng. Ngân hàng nào? Ngân hàng như Sacom, ACB, nếu ổn định hơn ACB. Ổn định hơn ACB đúng không? Dạ. Nay lãi suất còn có 5 chấm mấy không biết được. Sắp tới thì lãi suất nó tăng lại rồi thì ngân hàng nó sẽ phải tiếp tục lãi lớn. Mình xin mời ông Mai quay trở lại với công việc chính ạ. Đang tìm mã chứng khoán tôi mua cái đã. Mà đầu tư chứng khoán ha. Rồi, tôi rút vàng ra tôi đầu tư chứng khoán, hỏi mua đấy luôn. Bên nhà gái có đầu tư chứng khoán với tôi không? Ôi trời ơi, em gái xinh quá vậy. Hello. Hello, chị Phi Linh. Người Thái nói hello là sao? Chào Phi Nọng.
Hả? Chào bí ngọt là chào mọi người. Chào bí ngọt. Chào bí ngọt. Chào bí ngọt. Bí ngọt. Chào bí ngọt. Dạ. Cháo bí nọn là cháo nấu với bí nọn. Dạ cháu... đúng rồi. À giờ cháo bí nọn đó. Dạ. Một tí nữa chúng ta sẽ nói về cái bộ trang phục khi xuất hiện này. Đẹp ha. Quá. Quá đẹp. Bộ đồ đó đẹp hơn đồ bên kia. Đồ bên kia thấy là sao sao đó. Đồ bên đây bữa nay kỳ lắm. Bữa nay mình đừng bàn tới cái vấn đề đồ ạ. Đồ bên kia cái màu cháo lòng nó không có. Dung. Đứa nào lấy đồ. Tức ghê. Bà Mai riết rồi, bà Mai bà mối riết, bà mặc đồ cháo lòng rồi không. Cái màu nghe thấy thấy cái mùi cháo lòng rồi. Thôi được rồi, nói chung là đồ hôm nay là ngon đó, đẹp. Đẹp hơn bên kia nhiều. Thôi bây giờ mình đổi đề tài đi, hồi nãy em chưa có nói về công việc của mình á. Nên giờ em nói sơ sơ về công việc cho nhà trai nghe đi. Dạ vâng, em hiện tại đang khởi nghiệp ạ. Hả? Em hiện tại đang khởi nghiệp. Khởi nghiệp? Dạ vâng. Đừng lo, có anh chứng khoán lo. Được không? Dạ, nếu mà anh lo được thì em sẽ để anh lo. Lo tròn do luôn, yên tâm. Vâng, em đang stop mảng gì vậy? Dạ, mảng giáo dục ạ. Hả? Giáo dục ạ. Giáo dục. Giáo dục. Là cụ thể là như thế nào mình chia sẻ cho mọi người. Tiếng Anh hay tiếng Việt hay là tiếng Thái? Tức là mở mảng giáo dục tiếng nước ngoài hay tiếng Việt Nam? Mảng giáo dục tiếng Việt. Tiếng Việt đúng không? Vâng. À. Mà có xen tiếng Anh trong đấy. À. Vietnamese and English. Yeah, Vietnamese. Hay là em mở một cái trường quốc tế hay như thế nào? Dạ em đùa đấy, là em mở công ty đào tạo về phân tích về dòng tiền đầu tư chứng khoán crypto và CFD. Vô. Ngon lành. Ủa thấy anh chưa? Mở đào đã luôn không? Thấy chưa? Tôi thấy là đầu tư là ngon nhất thôi. Trời ơi. Hai người đấy sinh ra là dành cho nhau hay gì đó mọi người ơi. Quan trọng có tiền. Có kinh tế thì mới có tình yêu được. Ngày xưa ta nói là một túp liều tranh hai quả tim vàng. Bây giờ nó không còn vàng. Cái túp liều tranh là mệt lắm. Ít nhất nó phải có tô. Mấy cái mã rồi. À, phải có túp liều tranh nhưng nó có chứng khoán hay có vàng gì đó trong đó được không? Một túp liều tranh với một vài cái mã. Mã chứng khoán. Mã chứng khoán. Đừng có nói mã nghe. Mã mà. À, cái mã nghe cái mộ nó mệt lắm. Xích xích qua để chào nhà trai. Chào cái coi nhà dạ. Trai ngon lành à. Dạ chào nhà trai. Búp míp dễ thương. Nhà trai dễ thương quá ha. Trời ơi, múp hơn tôi luôn à. Dễ thương quá trời luôn. Ừ. Mà tôi hơi quạo quạo với chứng khoán á. Ủa sao vậy chị? Ngày nào cũng gọi điện thoại á. Không lỗ. À, gọi điện thoại hả chị? À mua lỗ rồi. Không xuống. Gọi điện thoại dụ tôi mua xong tôi mua tôi xuống. Mua 40 xuống còn 14 lỗ quá trời. Quạo. À, do không đúng thời điểm hả chị? Ừ. Mày mốt có gì chị sẽ hỏi em. Dạ. Ờ mình lại đi lạc chủ đề rồi. Em ơi. Dạ. Mình chăm sóc bạn gái tốt quá mà đúng không? Thì sao mà mình ế để mà mình phải lên tới trên đây vậy? Ờ thì nói chung em cũng trải qua tầm 3 mối tình thì 3 mối gì ít hả? Chăm sóc nhiều quá đó. Không không, kiểu như mối tình đầu thì thời học sinh thì nói chung là cũng chỉ nắm tay sơ xịa thôi hả? Sơ xịa thôi chứ không có. Có nắm còn đỡ hơn, có người ta yêu nhau 3-4 năm ta còn chưa nắm được đó. Bên đây chưa được nắm luôn nè, là phải lấy luôn á. Còn mối tình thứ hai thì em em quen bạn đó hồi đầu năm đại học, cuối năm cấp 3 đầu năm đại học. Thì bạn đó nói chung là lúc đó thì cả hai cũng yêu đương rồi, kiểu như em thì gần tới sinh nhật bạn đó thì em muốn là em đi làm để kiếm tiền để lo cho bạn đó, lo làm một cái sinh nhật cho bạn đó. Nhưng mà kiểu như em đi làm lo làm quá thì tối về em mệt thì em lại vô tâm, em bị cái vô tâm là mệt quá thì em lại không nhắn tin. Ừ. Thì bạn đó thì buồn thì bạn đó đi nhắn tin tâm sự với bạn thân em. Ừ. Rồi yêu bạn thân em rồi luôn. Rồi cái lúc nào yêu bạn thân em lúc nào không hay. Trời ơi. Ơi. Cái chuyện đó bình thường thôi. Dạ, thì nói chung là ông là có lỗi nhất là cái chuyện vô tâm là không và không chăm sóc bạn gái. Dạ đúng. Hai cái lỗi lớn nhất trong tình yêu mà có người khác quan tâm và có tâm là người ta yêu luôn, không có trách người ta chuyện đó. Dạ. Tự trách mình nha. Dạ đúng. Rồi, mối tình thứ ba là sao? Mối tình thứ ba thì em mới quen cách đây, kết thúc được cách đây chắc cũng tầm gần một năm. Thì em quen một bạn làm ở lễ tân ở bên dưới công ty em luôn. Thì nói chung là lúc đầu thì bạn đó cũng không có tình cảm gì với em. Lễ tân khách sạn hả? Không, lễ tân dưới công ty á. À. Đồng nghiệp. Đồng nghiệp. Lễ tân khách sạn, bữa có bạn kia cũng quen lễ tân khách sạn xong rồi vô tình bắt gặp vô khách sạn của bạn mình. Thông báo.
Đau đớn à? Đau đớn. Rút kinh nghiệm đừng quen lễ tân khách sạn. Dễ bị lộ. Dạ. Đó thì quen thì lúc đầu bạn đó cũng không có tình cảm gì với em. Thì quen là do mọi người kích vô quen thôi. Thì nói chung cũng có đi ăn chơi vui vẻ các kiểu thì. Sao xỉa không? Cái đó thì em cũng không biết được. Đó thì rồi nhưng mà ý là muốn sửa sang lại cho đó, đẹp đẽ. Sửa sang khác xây khác, nhà nãy em nói xây đó. Sửa thôi đúng không? Nói chung là ba mối tình chị chưa thấy cái chỗ nào để gọi là em có cơ hội chăm sóc người ta luôn á. Không thì cái mối tình hiện vừa rồi á thì nói chung là bản chất thì em cũng gọi là cả hai cũng có một thời gian sống chung với nhau. Trời ơi, sống chung rồi hả? Không, ý là có qua lại nhà cửa với nhau. Nó thôi. Sống chung thì sống chung đi. Rồi cái thì cũng có hỗ trợ bạn khi bạn bệnh thì cũng có hỗ trợ mua thuốc, ăn mua cháo rồi. Chuyện ta bệnh rồi thí dụ rồi có thêm cả hải sản. Thí dụ mà trong quê có nói hải sản gửi vô bán. Rõ lắm đó. Thì là em gửi cho là chăm sóc quá trời luôn rồi hả? Thì không, em thì cũng hỗ trợ đi lấy hải sản về bán phụ bạn này nọ. À vậy hả? Ờ. Đó, rồi thí dụ mà bạn thì tính bạn cũng hay cầu nhau nữa thì em thì cũng nói chung là cũng ok thì nghe tiếp xúc tiếp thu rồi. Nhưng bây giờ là cuối cùng sau chia tay còn cái đoạn giữa chút gửi văn bản qua cho anh đọc đi. tại chị hỏi dữ quá cửa thì tôi vẫn chưa thấy cái chỗ chăm sóc nha. Đúng rồi, vẫn chưa thấy. Thôi bây giờ một chút tôi về viết văn bản mình gửi qua đây đọc kỹ chút xíu. Ừ. Nhưng mà cuối cùng sau chia tay nè thì bạn đó muốn sửa nhà, bạn đó về quê rồi sau đó bị dịch Covid rồi kẹt lại dưới đó rồi không hiểu sao cưới một bạn dưới quê luôn. Vậy là có cái bạn kia sửa nhà cho ba má ta rồi, ông sửa sớm thôi chứ ta phải có cơ hội ta sửa liền chứ. Tình yêu mà ngủ chung mà không chịu sửa nhà cho người ta nữa. Tôi là con gái tôi cũng bỏ. Có sửa nhà tôi không? Tôi quên. Sửa chưa có ngủ chung. Ngủ chung là tôi hỏi sửa nhà cho tôi chưa? Sao? Nhà ở Đắk Lắk có hư gì không? Nhà con ở Đắk Lắk thì không hư gì, nhưng mà nếu anh muốn sửa thì em... Em kiếm nhà cho anh sửa đúng không? Kiếm nhà cho sửa nha. Lần này không sửa là mất nữa. Nói chung là nhà tôi cũng chưa, ở đây chưa có luôn. Nhưng kiếm nhà, tự làm nhà rồi sửa nhà cho bên đây nha. Nhớ cố gắng có cơ hội phải kiếm nhà sửa. Đó, tình hình kia ba mối tình nó phức tạp vậy đó. Còn nhà gái sao? Tình yêu sao nè? Dạ, con cũng trải qua ba mối tình. Có cần làm văn bản dài như bên kia không? Dài không? Dài không? Dạ không, ba mối tình cũng không. Ngắn nhất là mấy bao lâu? Ngắn nhất thì đâu mấy tháng. Thôi khỏi đi. Rồi dài nhất là nhiêu? Dài nhất bao lâu? Dài nhất là một năm ạ. Cũng chưa dài lắm, có sâu sắc lắm không? Cái mối tình dài nhất đấy là mối tình đầu. Mà lúc mà lần đầu mới yêu thì cứ tưởng là cũng nghĩ là sâu sắc. Nhưng mà có một lần vô tình con đi qua quận 9, con có vô tình gặp lại người đấy thì không còn một chút rung động gì nữa. Thì mới thấy là cái người mà ngày xưa mình không muốn... sâu sắc gì cả. Mấy tháng thôi mới sâu sắc đó hả? Thì nghĩ là cái người mà ngày xưa mình muốn bên cạnh người ta trọn đời, đến bây giờ khi mà gặp lại cũng chẳng còn cảm xúc gì cả. Thì chứng tỏ là cũng không sâu sắc. No cảm xúc. Đúng rồi. Không được vậy thôi, không có cảm xúc bỏ qua. Nói chung là vì ngắn cũng không có cảm xúc nhiều. Nhiều cũng không có cảm xúc luôn hả? Tất nhiên là có cảm xúc mới yêu được nhưng mà... Chưa nhiều lắm đúng không? Cũng chưa nhiều lắm bởi vì thời gian chưa đủ dài. Anh có hỏi sửa nhà, sửa cửa gì cho con không? Dạ chưa anh nào đòi sửa nhà, sửa cửa. Thôi, được rồi. Vậy là cũng chưa gì sâu sắc. Nói tóm lại bên kia mới sâu sắc kìa. Bên kia người ta sống chung rồi. Ta đòi sửa nhà mà chưa sửa là nó hơi sâu sắc chút xíu thôi. Còn bên đây nói chung là tình yêu mà, tuổi trẻ mà ha. Dạ, đúng. Chưa có gì hết. Rồi, bây giờ... Giờ là mình sẵn sàng để mà mình đón nhận một tình yêu mới chưa? Ừ. Dạ, lúc mà lên đây thì thực tế là bố mẹ con bảo lên đây. Bảo là cách đây được 2 năm rồi bố mẹ, tại vì con về nhà con ít đi chơi. Thì bố mẹ nghĩ là thôi chết rồi con này, chắc là ý đến nơi rồi. Và rất là con ở với em gái thì bố mẹ con hay gọi hỏi em gái con là thế nào dạo này chị mày có đi chơi với anh nào không? Có thấy hẹn hò với anh nào không? Và lúc mà con về nhà thăm nhà thì bố mẹ về cả họ. Chốt đơn nha, quay mặt qua anh kia. Bắt đầu cảm nhận đi. Lần đầu tiên hai
tâm hồn gặp nhau ở một nơi xa lạ, không hẹn hò mà gặp mặt đó, cảm xúc thế nào? Em thấy bạn nữ bên này dễ thương lắm. Rụng rời liền đúng không? Dạ, thì nó em không biết bên nữ mà mình có thích, mình có hay, mình có bị say say không ta? Dạ em không. Thì nói vậy thì tốt, tại anh cũng hay thích đi du lịch. Thì hy vọng là sắp tới mình sẽ có những chuyến đi du lịch Việt Nam với nhau. Ủa em định hỏi em tính mời ta đi xe đò hay sao đi xe xe? Dạ không, em đi xe em chứ. Ủa nhưng mà ví dụ như lỡ người ta bị say xe rồi sao, rồi không lẽ là không tới đi được với xe nhau? Đi xe thì mình đi máy bay, mình sẽ lựa những chỗ xa hơn, mình đi máy bay luôn. Nó hợp lý hơn. Ok. Được, tôi tưởng đâu mời ta đi xe còn đò. Còn xe thì mình sẽ đi tầm tới miền Trung. Còn nếu mà khỏe hơn nữa thì mình đi ra Bắc luôn. Nếu mà đi xe như thế thì sẽ khá là cực. Em thì thường đi du lịch em hay bay ra Phú Quốc. Em hay bay ra Phú Quốc nghỉ dưỡng vài hôm xong rồi em lại về. Sao nghe giống anh quá. Anh thì khi rảnh thì anh cũng hay đi máy bay đi nghỉ dưỡng. Thì một là Đà Lạt, hai là đi Phú Quốc ra biển. Còn buồn buồn nữa thì lái xe ra Vũng Tàu. Thì nói chung mình cũng có điểm chung. Em thấy anh sao? Dạ em thấy anh cũng dễ thương, khuôn mặt tròn phúc hậu. Tại búp phê đó. Ủa chị đừng nói vậy chứ. Thì sẵn đây anh cũng có tí bài hát để có bốn gọi là khúc điệp khúc của bài Ánh Nắng của anh. Vâng. Cũng hát thử thôi. Không hát thật đi anh, đừng hát thử. Đứng lên biểu diễn cho nhà gái coi mạnh dạn lên coi. Đứng lên biểu diễn gì đó. Bài gì? Giới thiệu cho bạn gái thôi. Em sẽ hát bài Ánh Nắng của anh, khúc điệp khúc thôi. Sẽ luôn từng gần bên em, sẽ luôn là vòng tay bên, sẽ luôn thật gần bên em, gần ta tới gần luôn, sẽ luôn tới gần vòng tay ấm êm, sẽ luôn là người yêu em, cùng em đi đến, là cùng em đi đến cuối con đường, chung con đường. Lắng nghe nhiều nhịp đập con tim. Không, em thuộc cái đó. Vâng, cảm ơn anh. Mừng lại hả? Mừng lại làm lại cho nó suôn sẻ nè. Nhìn sâu xa vô mắt người ta. Thông cảm, tại lần đầu gặp bạn nữ dễ thương nên vậy hơi run. Làm như đó giờ ông gặp mấy người xấu quắc hay sao? Không à. Vậy xin phép làm lại. Vâng. Sẽ luôn thường gần bên em, sẽ luôn là vòng tay ấm em. Cho anh xin phép nắm tay được không? Tới luôn. Không, em hát xong đi ạ. Ok. Sẽ luôn là người yêu em. Cùng em đi đến chân trời. Lắng nghe nhịp đập con tim. Lắng nghe từng lời anh muốn nói. Giờ mà hỏi nó tên gì nó nhớ tôi cùi liền á. Tới rồi đó. Tim đập thành thạch luôn rồi đó. Tình yêu nó dễ á, thấy biết xuất hiện tình yêu rồi đó. Thôi. Nói đi. Ấy mà hỏi tôi cái gì nữa. Khoan, nói luôn đi. Khoan giờ Khoan hỏi giờ. Em ơi, mình hẹn hò đầu tiên em thích ở đâu? Em ơi, sau chương trình này thì anh cũng muốn có một cái tí thời gian để tìm hiểu em. Một tí thôi anh. Không, ý là có một cái buổi gặp hẹn đi chơi để được tìm hiểu em. Rồi hy vọng chúng ta sẽ có. Từ từ làm dữ vậy. Đừng có làm khó nhà trai tôi. Tôi nói nha, bây giờ còn có những giây phút gọi là ngắn ngủi thôi thì phải tranh thủ. Làm gì thì làm lẹ lên, nói cái gì thì nói cho nó lẹ, cho dứt khoát. Khi gọn có tình ghẻ. Yêu rồi người ta khó nói gọn ghẻ lắm. Người ta không có léo lắc, không có miệng lưỡi như người đàn ông khác.
người ta chân thành, thật thà, chất phác, như thế nó mới là yêu thật. Tôi cũng chưa thấy chân thành nữa. Tức là bây giờ phải nói cái gì, nói đi, bây giờ hẹn hò người ta sao? Chỉ có yêu thôi, không có nói gì bây nữa giờ là muốn hẹn hò sao mình thuyết phục người ta, chứ giờ vậy rồi sao thuyết phục được. Nói nè, bây giờ anh có nhà có cửa sẵn, có xe sẵn rồi. Anh khoảng năm nữa anh muốn làm đám cưới, em có cho anh tìm hiểu với em được không? Nói đi, nói cho bà hả dạ coi. Làm gì khó tôi dữ vậy, nói đi em trai, có anh đứng đây nè, không lo. Anh thì nói chung bản chất bản thân anh thì cũng đã có nhà có xe ổn định rồi, thì thật sự thì anh thì trong hôn nhân thì anh cũng muốn quen tầm một năm thì mình sẽ có thể tiến tới hôn nhân được. Vâng, em cũng nghĩ thế. Nếu như giả sử chúng ta bấm nút hẹn hò, chúng ta hợp nhau thì khoảng một năm rưỡi rồi đấy có thể tiến đến hôn nhân được. Được á. Cái phong tục người Thái có đòi hỏi trâu bò heo gà gì không? Dù chính chị đòi đòi hỏi voi thôi chứ cũng không đòi hỏi trâu bò. Thôi bây giờ mình bàn luôn chuyện đám cưới đi. Đó, tại vì bây giờ là dân tộc Thái là nhiều khi phải là cái voi, cái văn hóa dạ, khác nữa. Phải có voi không sao? Để anh vô sở thú liên hệ mượn cho con voi. Đòi hỏi voi kìa. Thì tôi mượn cho con voi được. Tôi không nói được gì. Tôi không biết phải trả lời sao luôn á thiệt. Thì đòi hỏi voi tôi. Tôi nhà trai tôi sẽ đáp ứng có voi. Tôi em vô sở thú. Em từ chối vô sở thú liền cho chị. Tôi em phải làm những cái gì đó nó khó hơn cho chị. Chắc luôn. Kẹt có mượn được tôi thuê. Em mà là phải đòi voi ở buôn làng á. Đúng rồi, đòi voi ở buôn làng. Không lo, tôi lên bản đồ tôi thuê. Không này, có gì lo ngoài vậy. Voi ra là còn gì nữa không? Gì phong, nữa? Phong tục cái văn hóa đám cưới của người Thái á. Em suy nghĩ lại. Đám cưới á, những cái phong tục thì nó cũng khá là rườm rà. Nói chung là rườm rà cỡ nào? Rườm rà ví dụ như em cũng không nhớ chính xác, nhưng mà có những cái lễ mà nó liên quan đến lễ cưới ấy, thì nhà trai đến, tại vì người Thái thì ở nhà sàn, nhà trai đến nhà gái ấy, có quyền là hát nước. Đấy, hát nước. Hát nước hả? Dạ vâng, hát nước. Nước vô mặt á. Hát nước vô mặt hả? Dễ, để tôi đi hát phụ cho. Không, nhà gái hát nước vô nhà trai. Đúng rồi, nhà gái hát nước. Nếu mà nhà trai, cái khúc đấy nếu mà nhà trai tự ái bỏ về thì không sao, mặt thì bự lắm, ráng chịu cưng. Thủ qua mưa sẵn. Hứng luôn, hất cỡ nào hất. Vừa hất cái bung dù liền giống như phim vậy. Còn gì khó nữa không? Còn khó nữa thì chắc là đến lượt bố mẹ con thì chỉ lựa người thôi, còn những cái làm khó thì bố mẹ con nghĩ là làm tốt hơn con. Tức là mình dắt voi tới luôn hả em? Đám cưới là mình dắt voi tới luôn hả? Dạ em đùa đấy. À đùa, ủa? Trời, chút xíu nó liên hệ Thảo Cầm Viên mượn thú rồi. Nhưng mà cũng có những cái vậy là, yêu cầu khó. Nhưng mà hỏi người Thái là đi cưới nhà trai hay nhà trai cưới nhà gái? Nhà trai cưới nhà gái. À, rồi, khoảng năm rưỡi là quen nhau là cưới được đúng không? Dạ vâng, tầm đấy ạ. Rồi bây giờ nè, mình hỏi luôn, bây giờ là theo phong tục là mình đón dâu về hay là mình về nhà thì một vụ gì đó, hỏi luôn đi cho mình biết, mình tính trước. Thì ở bên người Thái là họ có bắt rễ không hay là không? Người Thái thì không có bắt rễ, chỉ có bắt vợ thôi và chia sẻ. Hôm nay anh hơi rung. Đôi khi cái văn vở nó hay lắm đó em, không phải ai cũng văn vở được đâu. Nắm tay tiếp, không buông ra, đừng có buông ra, không ai được buông hết trơn á. Trong giai đoạn này cố gắng để chúng ta trao nhau cảm xúc để chúng ta đưa ra quyết định cho nó đúng đắn nha các bạn. Rồi bạn gái muốn nói gì với bạn trai không? Dạ con nghĩ là anh trai này thật thà chất phác, bởi vì là khi mà nhìn vào mắt anh không dám nhìn thẳng vào mắt con. Có mỗi con nhìn à? Mắt con nó sắc quá, ai dám nhìn. Rồi, được rồi. Bây giờ về vị trí đi nào. Ngồi vào đây. Để tay vào nút bấm đấy các bạn. Đây nè, Khoa. Từ nãy giờ chúng ta có thể vui đùa với nhau, chúng ta có thể thoải mái nói chuyện với nhau. Nhưng đã đến lúc chúng ta lắng lòng mình lại, kiểm tra lại cảm xúc, kiểm tra lại con tim của mình, kiểm tra về tất cả mọi thứ. Bấm hay không là quyền của các bạn, nhưng nhớ bấm là phải có trách nhiệm với nút bấm của mình. Đừng bấm vì tất cả điều gì hết, bấm theo quyết định của con tim nha.
đừng để người khác hiểu lầm cái bấm nút của mình. Nếu chúng ta không bấm thì trên truyền hình có hàng triệu người đang theo dõi chương trình và sẵn sàng bấm cho chàng trai hay cô gái. Còn nếu chúng ta quyết định bấm vào nút bấm đó, chúng ta phải bấm bằng suy nghĩ của mình, bằng trách nhiệm của mình nha các bạn. Không bấm vì điều gì khác. Đó là lời nhắc nhở của chương trình nha. Hai chiếc ghế đó nó đã đưa đến nhiều cặp đôi đang yêu nhau, cưới nhau và sinh con đẻ cái. Không thích thì không bấm, không ai ép mình cả nha. Và những gì chúng ta đang nói truyền hình, đó là lịch sử, nó sẽ gắn mãi suốt cuộc đời chúng ta luôn nha. Quyết định cho nó đúng với trách nhiệm của trái tim mình nha các bạn. Chúng tôi không muốn các bạn bấm chơi hay là vui. Nào, các bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của chị Ngọc Lan. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng. Chúc mừng Khoa. Chúc mừng em. Sao hồi nãy tính nói gì hả? Em tính nói là bố mẹ phái em gái đến đây để nhìn người giúp em. Bởi vì em gái em được cái nhìn người chuẩn. Nào, hãy nắm tay nhau. Em gái em đã giơ like. Em nghĩ là có lẽ nên bấm nút. Nào, hãy nắm tay nhau nào. Hãy đan tay vào nhau nào, cho nó tình cảm nào. Đó, em nghĩ là nên bấm nút. Thật ra thế này nhá, trong cuộc sống rất nhiều chàng trai, rất nhiều cô gái, tại sao chúng ta không gặp nhau mà chúng ta lại gặp nhau ở nơi đây với hai cá thể này. Mà một chàng trai rất là tốt, theo chú nghĩ nha. Dạ. Đây là chàng trai tốt đó. Cháu có thể gọi là làm cái nóc nhà được đó. Thế chú có nghĩ con là cô gái tốt không? Tốt, nhưng mà cháu nghĩ, chú nghĩ cháu sẽ ăn hiếp chàng trai của chú đấy. Cô gái này rất là sâu sắc nha mọi người, mạnh mẽ và rất là thông minh. Ăn hiếp chàng trai của tôi đó nha, đừng ăn hiếp chàng trai tôi nha. Coi chừng nha. Em có cảm giác mà. Bự con chứ nhút nhát trong tình yêu lắm. Rất là chân thành, đừng làm gì cho em trai tôi buồn nha. Dạ, tội nghiệp em trai tôi, đi về la nó không biết gì, nó xin lỗi hoài là mệt lắm. Bây giờ nè Khoa, ở trên truyền hình á, ba mẹ của bạn gái đang theo dõi chương trình. Mình có một vài lời với người lớn. Thưa hai bác gia đình, hôm nay tụi con có duyên gặp nhau, tụi con đã đồng ý hẹn hò với nhau, xin phép hai bác và hứa những điều gì đó. Nào, nói đi. Nhân dịp quay chương trình này và con đã tới được với bạn nữ thì cũng xin gửi một vài lời với bên đàn gái thì con cảm ơn hai bác đã giúp góp lời cho bạn tới đây hôm nay để con có cơ hội để được gặp hôm nay. Thì con cũng xin phép là được quen bạn, được tìm hiểu bạn, được tìm hiểu bạn để sau này hy vọng cũng có thể tiến xa hơn cùng nhau. Rồi, được rồi đó. Mà gái có muốn nói gì với nhà trai không? Dương quá chị ạ. Lần đầu lên sóng truyền hình mà lại như thế này. Dạ con chào hai bác. Ngày hôm nay thì may mắn ở chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò.